Đang hẹn hò cùng người yêu thì gặp cảnh cảm động, cô gái hạnh phúc chia sẻ lại bị cộng đồng mạng mỉa mai. Đang cùng người yêu đi hẹn hò nhưng không may gặp trời mưa to, thế là cặp đôi này đã tấp vào sảnh của một sân chung cư để tránh gió. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên người yêu chạy vội ra ngoài trời mưa và giúp đỡ một người lạ. Mặc kệ chân mang giày trắng, đầu không có ô, cậu thanh niên vẫn nhiệt tình hỗ trợ để người phụ nữ có thể nhanh chóng về nhà. Thấy cảnh tượng đáng yêu này nên cô gái đã quay lại nó và đăng tải lên TikTok với cáp: "Giây phút tôi biết tôi đã gặp đúng người." Tuy nhiên, thay vì chúc phúc cho cặp đôi thì bên dưới phần bình luận lại có những comment cho rằng thanh niên kia chỉ là đang diễn mà thôi, đừng vội tin. Nói thật các bạn nữ đừng vội tin tưởng ai đó chứ, tớ có vài ông bạn, trước mặt người yêu nó tốt và hoàn hảo, nhưng sau lưng đi với tụi tớ thì nó lại hoàn toàn khác nha. Đừng đánh giá con người chỉ qua một hành động trước mắt, chưa chắc nó đã làm những điều tốt sau lưng bạn. Còn anh ta thì tìm được người không xứng với mình, vì người xứng sẽ chạy ra phụ chứ không đứng cầm điện thoại như thế. Trước mình cũng hay giả vờ như thế suốt. Nhiều người cho người ngoài 10 đồng chứ cho vợ mình có một cắt. Không qua rũa cả nắm nhưng mà bạn này có thể là ngoại lệ. Không biết có phải không nhưng khả năng là do có người yêu ở đó thì mới làm vậy để ghi điểm á chứ. Những bình luận như vậy thì đa phần là những bạn trẻ. Không biết các bạn ấy đã phải trải qua những gì, tổn thương bao nhiêu mà lại nghi ngờ vào lòng tốt của một người đến vậy. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.